Hello các bạn, xin chào các bạn trở lại với kênh Máy Ấm Canada của mình. Nó bây giờ là ở bên ngoài tuyết tới mức độ đó đó các bạn. Nó đứng ở trong nhà mình nhìn thấy nè. Bây giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài lấy thư đó. Tại hôm nay thứ bảy, sẵn mấy đứa nhỏ đang ngủ với ông xã ở nhà, thành ra giờ mình đi bộ mình lấy thư rồi mình quay cảnh bên ngoài tuyết rơi cho các bạn coi ha. Stay tuned. Nè các bạn, hiện giờ là ở Edmonton theo cái chỉ thị ở cái máy tủ lạnh của mình á, là bên ngoài hiện giờ là có tuyết nè, các bạn thấy không? Có tuyết rơi nè, thấy chưa? Tuyết rơi, bầu trời tuyết rơi, có tuyết. Hiện giờ bên ngoài là 9 độ trời, 9 độ trừ, 11 giờ rưỡi sáng ha. Nó sẽ coi nè, hôm nay thứ bảy. Là mỗi ngày trước khi mình đi ra nhà các bạn, là cái máy của mình nó hiển thị lên cho mình coi ha. Là thứ bảy nè, là tuyết rơi, 9 độ trừ, có tuyết. Cho nên mình biết mình chuẩn bị ha. Sorry. Nó rồi nó có một cái không biết cái chỗ nào mà nó hiển thị, hình như mình nhấn vô đây á thì nó hiển thị thời tiết của cả ngày luôn nè. Tất nhiên là nó hiện giờ nó lên hình theo mỗi tiếng đồng hồ, theo theo mỗi ngày, là bắt đầu á, là hiện giờ á, là bây giờ tới chiều luôn, tới 5 giờ chiều á là nó giữ một duy nhất một cái nhiệt độ là 9 độ trừ, nhưng mà tới 6 7 giờ là bắt đầu nó xuống 10 độ nè các bạn. Đó, nó xuống 10 độ trừ nè ha. Đó là nói chung là nó hiển thị cái này đó, mình theo cái này là trước khi mình dự định đi ra ngoài hay này kia thì mình coi cái này để mình chuẩn bị ha. Nó để đây này nè, cái độ thấp nhất của trong ngày nó sẽ là 20 độ trừ nha các bạn, 20 độ trừ mà có tuyết ấy ha. 20 độ trừ nè mà là có tuyết nè ha. Ok, sau cái này là sáng sớm, rất là sớm là 15 độ trừ. Hiện giờ giữa cái thời buổi trưa này là nó là 9 độ trừ, nhưng mà tới chiều nó sẽ xuống từ 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 là tới 20 độ trừ, là khoảng này khuya đầu này kia là 20 độ trừ ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mặc đồ ấm đi ra ngoài để quay cho các bạn coi. Đó, đây là bộ dạng của mình sau khi chuẩn bị xong đó, đó giống như sạch răng luôn. Để cái này lên đó các bạn, đừng cho mình ra ngoài á, mình thở bên này kia cái hơi lạnh nó không có vô á, thì thường hơi lạnh vô rất là nhiều, mình dễ khát nước lắm đó. Vậy ha, là cái tấm này của mình là nếu mà gió tuyết quá thì mình phủ lên ha. Đó, bye bye. Ok, bây giờ mình đi ra ngoài. Thực ra cái chỗ lấy hương của mình rất là gần. Đó, đây là quang cảnh trước nhà mình này các bạn thấy không? Mấy người hàng xóm bên kia là giờ họ đang hót tiết nha, thấy chưa? Mấy cái nhà đó là chưa bán đó, giờ họ đang hót tiết để cho nó, tại vì ở bên đây dù mình không ở mình cũng phải hót tiết nha các bạn, để người ta đi mà té hay này kia là mình chính phủ nó sẽ phạt mình đó, ha, là tiền bảo hiểm của mình sẽ lên đó, cho nên người ta phải hót tiết. Còn nhà mình nói hay quá mà chưa hót tiết nè, có ai đi ra đâu mà biết đâu mà ra tiết. Đó, các bạn thấy không? Tiết khủng khiếp chưa? Nó nhà mình là mấy cái bậc tam cấp á, là tiết xuống này nó coi nè, cái độ dày của tiết nè, ghê chưa? Nó là tới tới độ cao của gì của đôi giày rồi đó, nó các bạn thấy không? Tiết trắng xóa. Hello. Hả? Oh my God, look. I'm doing videos for my family back home, they can see how snows, because they never seen the snow, right? Look at that. Huh? Not yet. I have to wait for my husband. Wow, snowing a lot, huh? Yeah. Đó, các bạn coi nè. Đó. Nhà mình là tuyết trắng xóa hết rồi đó. Nó như cái chỗ này là cái chỗ lối đi mà giờ nó nên nó it's all white, you can't even see. Hả? Husband? Not home. Not home. Look at that. Oh my God, so much snow. Coming more. Yeah. Come in more, yeah. Nói các bạn thấy tiếc không? Trời ơi, khủng khiếp luôn đó. Hả? $10? Let him do it. Thank you. Cái ông đó, ông thấy nhà mình tuyết nhiều quá các bạn mà mình chưa hóp á. Ông hỏi là có muốn hóp không, là ông hóp cho 10 đồng.
10 đồng là ông hốt hết cái tiết đó cho mình, nhưng mà mình nói là để ông xã mình về hốt, bây giờ ông xã mình có nhà nó. Các bạn thấy sau lưng của mình không, tiết trắng xóa như vậy hết á. Bây giờ thực ra cái chỗ mà lấy thùng thơ của mình á là nó ở phía sau kìa các bạn, nó thấy không, thấy cái thùng thơ ở phía sau ngay đó không, đó ngay đó là cái thùng thơ của mình đó. Nhưng mà bây giờ mình muốn đi bộ chút xíu để quay cho các bạn coi cái khung cảnh tiết thôi ha. Ở đâu cũng vậy các bạn, nóng quá thì mình chơi nóng quá, tuyết quá thì mình nói hồi sao mà tuyết quá đó, sao cũng không vừa lòng mình hết ha, đó gì cũng vừa lòng mình hết à. Thôi bởi vậy mình hay nói là không có cái gì mà theo ý của mình thì mình tập tập cái cách là chấp nhận cuộc sống đi ha. Đó mình chấp nhận qua đây rồi thì giờ mình cũng chấp nhận nó, tuyết nè, tuyết rơi nè, nó mình đi thì mình tuyết nó phạt vô mặt mình nè. Không biết quay lên thấy không, nó trắng xóa một màu đó, nó sau lưng mình. Giờ mình quay ở phía trước cho các bạn coi nè. Nè các bạn, bây giờ mình đi đi ra ngoài hướng đầu ngõ mà trước khi vợ vô nhà mình á, mình quay cho các bạn coi ha. Quay này chắc nghe cái tiếng thở thì thào ha, tại vì mình vừa đi bộ mình vừa quay đó. Nó các bạn thấy lần trước không, tiếp người ta hốt với người chưa hốt nè, thấy chưa. Nếu mà mình đi vậy mình tới hả này kia có gì á là nó bị phạt đó các bạn. Đó, thấy không, có người hốt rồi nè, rồi đằng đó là người ta cũng hốt rồi mà đã tuyết rơi xuống nữa, có người họ chờ tới hết ngày đi rồi người ta hốt luôn một lần. Trước mặt của mình đó các bạn là cái hồ á ha, mà ở đây không phải là hồ kiểu nha các bạn, nó xây cái hồ, cái ủng nước mà nó rộng thì là rộng á, để nó tránh ngập lụt đó các bạn. Nhiều khi nước mà nó dâng trào nhiều quá nó chảy không kịp á thì nó sẽ chảy xuống cái ủng ở phía trước á ha, cái ủng ở phía trước á. Bởi ở đây nhà mua nhà người ta hay nói là lake, mà người ta không hiểu lake là cái hồ, người ta tưởng hồ để như vậy chứ không phải. Hồ này á theo ông xã mình á, ổng là kỹ sư ổng biết, ổng nói cái hồ này á là làm để chống 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 bị ủng nước đâu này kia, là nước sẽ chảy xuống đó nè. Cái đó là ngoài đường chính đó các bạn, ngoài đường chính đâu, đằng đó là chạy vô ha. Thì nhà ba má mình ở hướng bên kia là rất là gần 5 phút chạy tới. Nó cái hướng của mình ở cái bằng Christian đi ra này là này ha. Thì khi các bạn vô đó là cái khu nhà của mình. Khu nhà của mình thì đi vô nó có hai cái cổng như vậy ha. Thì ở nó xa xa đằng kia là nhà dạng townhouse đó các bạn, nhà dạng ở giống như chung cư Việt Nam mình nói vậy đó. Ở bên Canada này không biết mấy cái nước khác làm sao, thì mình nghĩ chắc mấy cái nước như Mỹ, Úc rồi chắc nó cũng tương tự. Thì ở Canada này tỉnh mình đó, nó có ba dạng nhà. Thứ nhất đó là dạng ở trước này các bạn, nó dạng là giống như apartment Việt Nam mình kia là chung cư đó, là nó nhỏ là khoảng một phòng tới hai phòng, là dành cho tụi cô nít mà mới ra trường mà nó có là nó ở riêng tới tự lập hoặc là người già về hưu á, thì nó hay ở mấy cái dạng nhà đó để nó không có cắt tiết khóc cỏ rồi này kia ha. Nó không cần phải làm những chuyện đó, thì mấy cái nhà đó dao động chừng khoảng 100 mấy cái á, 700-800 mình cũng không biết, nếu bán mà đa số là thuê ha. Còn cái nhà bên hướng giải, nhà bên hướng bên phải của mình nè, để mình quay bên đây mình qua bên kia mình quay cho các bạn coi ngược lại về hướng này. Nào, để mình đi qua bên đây mình quay cho các bạn coi. Nó ở đây là đa số người ta thích chạy xe bán tải để mà trị cái những cái mùa đông như thế này nè ha, mà mình thì không thích bán tải. Mấy thằng bán tải này mùa đông thì nó chạy vòng xích lắm, nó giống như là ta đây là có công lực mạnh vậy đó. Nó giờ mình đi bên đây để mình quay cái hướng giải nhà bên đây cho các bạn coi nè. Là cái giải nhà này nó kêu bằng detached garage, là có nghĩa garage nó không có dính liền đó, là cái garage nó nằm ở phía sau. Thì những cái nhà này là hai, các bạn thấy không, là hai cái dính một nhau. Một cái nhà như vậy là có ba phòng ngủ, có ba phòng ngủ, nhà có ba tầng hết nha các bạn. Nhưng mà có người ở basement họ cần thiết á thì họ xây, còn hả không cần thiết thì họ để basement trống. Là những cái nhà này là khoảng dao động từ 350 tới 380 là những cái nhà như vậy ha. Ba mình hôm mình cho là ví dụ như nếu mà đơn giản basic là không có đá không có này kia là khoảng từ 330, nhưng mà maximum là khoảng 370-380 thôi, là những cái nhà như thế này. Thì nhà những như thế này là nhà dành cho hai vợ chồng mới cưới, hay là những cái
người mà có con nhỏ một đứa hai đứa, những cái người mà đầu tiên có nhà đó các bạn, là mua cái bắt đầu về như những cái nhà này trước. Thì nhà này là một trong những cái nhà mà ngày xưa mình ở đó các bạn, nhưng mà mình ở là cái garage nó ở trước. Mà cái này là garage làm sao, nó hồi xưa mình, cái nhà đầu tiên của mình khi mình chưa có chồng á, là cái nhà của mình như nó tương tự như thế này, là tất nhiên là nó dính liền như vậy đó, nhà này dính vách với nhà kia. Thì sau khi mình có chồng, mình có hai đứa con, một đứa con mình vẫn ở nhà này ok, nhưng mà bắt đầu mình có bầu đứa thứ hai là mình đã chuẩn bị xây nhà, và cái ngôi nhà hiện giờ mình cắt là mình về ở là cái ngôi nhà là sau khi mình có con ha. Còn các bạn thấy không, ở đây nè, công trình xây dựng nhà nè, mùa đông họ vẫn xây nha các bạn, mùa hè đa số là họ xây ở trong nhà trước, ở ngoài trước. Nó thực ra các bạn thấy nó như vậy chứ thực ra là chưa xong, nó chỉ làm bên ngoài. Mùa đông thì nó sẽ làm, mùa hè nó sẽ lo làm bên ngoài trước, là từ khoảng tháng 7, tháng 8 nó lo làm bên ngoài trước, để mùa đông như vậy là nó làm bên trong, nó xây tiết tấu là bên trong, mấy cái sơn nhà hay là này kia, nói chung là bên trong. Thì cái gì nó cũng có một cái kế hoạch của nó ha, đất nước nào cũng vậy, ở đâu quen đó, nó có một cái sự sắp xếp rất là rõ rệt. Nó gần tới mà mùa thu là bắt đầu nó lo tập trung, nó lại xây ở bên ngoài, nó làm ở bên ngoài hết, cái là mùa đông là nó chui rút vô bên trong. Thì xây ở bên trong như vậy á, mặc dù nhà chưa xong nhưng các bạn, nhưng mà nó có cái máy hít nha, nó làm cho nha những người xây công trình á rất là ấm. Làm bây giờ cũng phải bảo đảm cái sự an toàn và sức khỏe cho cái người công nhân, cho nên không có sợ mà nói lạnh hay gì nha các bạn. Nó có tất cả những cái trang thiết bị dành cho cái công việc của nó. Nó mình từ cái đầu đường á, mình đi thẳng vô đây á, là cái hướng này là các bạn là có thể về vô nhà mình được ha. Nhưng mà giờ mình không có quẹo đây, mình đi thẳng tới cái con đường chính á, để mình quẹo. Cái này là đường tắt ha, đường tắt vô nhà mình ở đây, hướng đó là quẹo vô đó là nhà của mình ha. Nhưng mà mình không đi đó, mình đi thẳng cho các bạn coi cái một chút xíu nữa rồi mình làm, mình lấy thư luôn đó. Các bạn thấy không? Bởi vì các bạn đa số là những cái thành phố nào mà các bạn thấy không có tuyết, không có mùa đông á, thì người ta chạy xe rất là đẹp, mà mỗi chiếc xe nó rất là bông mới ha. Còn những người nào mà Việt Nam mà qua mà gặp mấy cái thành phố như là có tuyết như vậy á, thì câu đầu tiên các bạn sẽ nói trời ơi, sao nước ngoài chạy xe thì bèo dữ trời, hoặc là xe không có, giống như không có bóng bẩy các bạn ha. Là tại vì sống xứ nào mình phải theo xứ đó. Nó nhìn xa xa cái ngôi nhà màu đó là nhà của mình á, cái nhà mà có cái ban công bằng trắng á, là ở phía xa xa đó là nhà của mình đó ha. Hãy quay cho các bạn coi. Đâu phải cái này nè, cái này là cái nhà của mình nè các bạn. Đây rồi, nó không có tập trung vào cái đó. Đó, cái nhà đó là nhà của mình đó ha. Nó, các bạn thấy xa xa ở trên đó đó là những cái dãy nhà mà nó cắt mẫu đó các bạn. Ở bên tay phải là nhà mẫu, để nó gần show home á, nhà trưng bày đó, là để cho người nào muốn cắt nhà là đi vô coi thử á ha. Còn bên tay trái là mấy cái nhà mà hai cái dính liền á, là khu quê. Ở đó thì giờ đã ở rồi, thì nhà mình cứ được quẹo vô như vậy nè. Là trước khi mình quẹo vô á, là mình, nhà của mình á, là có một cái công viên dành cho con nít nè, ở cái khu vực này đó chơi. Ở tầng xa xa đó, cái khoảng đất trống đó là tương lai nó sẽ xây trường học, từ lớp 1 tới lớp 6 là trường tiểu học á. Thì tương lai là cái mission của mình nó là có thể học ở đó được, nhưng mà không biết tới chừng nào nó mới xây xong. Nó là cứ mỗi khu vực kỳ nó có một cái công viên ha, nó có công viên mình chơi, nó mình vô mình chạy cờ tuột đồ này nọ đó. Mà nhà mình may mắn nó nằm ở địa điểm là gồm có hai cái công viên, từ ở đây một cái là đi bộ dưới đó khoảng 5 phút nữa là có một cái nữa, là hai cái rất là gần với nhau. Nói các bạn coi nè đó. Đó.
là nếu mà nhà mà gần trường học, gần cái này cái nọ các bạn, thì cái giá nó hơi cao một chút xíu ha, giống như nó có giá, sau này mình bán nó cũng có giá hơn, mà không biết chừng nào nó xây trường học thôi. Nó là cái khu đất trống đó, là tương lai trường học á, thì nhà mình nó sẽ gần hai cái công viên và một cái trường học. Mình đằng kia ở trước mặt nó là cái hồ nha các bạn, nhà mình á. Thì có nhiều người rất là thích mua nhà ở hồ, nhà ở hồ á, nhà mà cái đất mình nó đi ra ngoài hồ á là nó rất là mắc nha các bạn. Nhiều người rất là thích nhưng mà mình châu Á mình không có thích. Thứ nhất là mũi, thứ hai nữa về cái phong thủy mình thấy nó không có tốt. Nghe người ta nói là giống như làm như đi sông đi biển hết á, là cái nhà mình mà cái đất nó ở sâu ở sâu mà quay ra hồ là đi sông đi biển hết nè các bạn. Coi nè, nó một cái nhà như vậy á mà nó kêu 400 mấy á các bạn. Một cái nhà như vậy là khoảng 1.700 square feet ha, 3 phòng ngủ nó mà dính dính đôi như vậy đó, là nhà này là khoảng 400 mấy nè. Mình có đi coi rồi, mình có hỏi là nó 400 mấy square feet đó. Sorry, 400 mấy ngàn, bốn hình như 450, 450 tới 480 đó, nó là hai cái dính liền ha. Nó các bạn thấy em tuyết là tuyết trắng xóa luôn. Nó mình đi hồi nãy rồi có chút xíu đó, là mình đã nghe cái chân của mình đó, là nó mặc dù có băng ghế ha, giờ bước này các bạn thấy không nó, nhưng mà bây giờ là đôi giày này là không phải dành cho đi bộ nha các bạn, tại mình ẩu mình mang vậy đó. Giày này là dành cho đi xe hơi, còn giày mà dành cho đi bộ là phải khác nữa. Chứ bây giờ hai cái đầu, mấy cái đầu ngón chân của mình là kiểu như là tê tái hết rồi đó. Nó đeo bao tay là cho dữ dằn đó. Cái này là bao tay này cũng là bao tay da này là cũng dành cho ngồi xe hơi lái xe nha các bạn. Mà dân nào mà dân đi xe bus với xe bus với đi bộ là mấy cái vụ này là không có suy nghe gì ha, đi là ngồi nửa giữa chừng luôn đó. Nó một cái khu vực kia nó có hai cái thùng thơ này các bạn, ở cái này ở khu vực này, còn cái thùng thơ kia là của nhà mình dưới kia đó. Trước mặt mình cái chỗ đó là cái showroom, mà công ty này là cái công ty mà mình mua nhà này các bạn, mình cất nhà đó. Nó mình các bạn thấy cái khu của mình không, cái khu của mình coi cho sang vậy đó. Nó thấy nhà đồng nhiều ha. Các bạn nên nhớ cái khu này của mình đó là khi mình mua á là trống lấp luôn, không có một căn nhà, không có một căn nhà nha các bạn, trống lấp trống lơ luôn á. Khi mình mua cái nhà của mình á, mình lỡ mình chọn miếng đất, trời đất ơi, mình không có tưởng tượng nổi mà sao lúc đó cái duyên ha, mình cũng mua đó, không có ra cái hình thù, nó chỉ miếng đất thôi, mình không biết cái nhà mình nó sẽ nằm ở cái hướng nào này kia, mình chỉ kiếm sao cho nó đừng nằm ngã ba thôi à. Nó mà bây giờ khi mà mình dọn vô á, mình nói chứ nó trời mua nhà đã đời mai mốt hả, đi vô có mình tao chết bà nữa, ai vậy đâu mà khi mình bắt đầu dọn vô là bắt đầu nhà nó mọc lên hết trơn trơn rồi nè. Nó mấy cái nhà này á là khoảng từ 500 mấy 600, còn nhà bên đây là nhỏ hơn nè các bạn. Nó mấy cái nhà này á thì khoảng 500 mấy thôi, tại vì cái đất bên sau nó rất là nhỏ. Nó nhà của mình ở đằng kia thì khi dọn vô rồi á, là bây giờ nó nhà mình nè, một cái ở nè, cái này là cái thứ hai, cái đằng kia là cái thứ ba, là ba căn, bên đây một căn nữa là bốn căn, này một căn nữa là bốn, là bốn căn nhà ở thôi nha các bạn, còn nhiêu là không có ai ở hết đó ha, trong lâu trong lờ luôn. Nó nhà mình đằng đây thì thôi giờ mình không có đi vô nhà mà mình đợi, mình thì thẳng là mình lấy thơ luôn, mình lấy thơ luôn rồi cái mình về, chứ là đi hết nổi rồi đó. Hai cái chân lại giờ cứng ngắc luôn rồi đó, mấy cái móng chân nó cứng ngắc luôn rồi đó. Mai là có tuyết ý, có giày có vớ. Nó em nào mà qua Việt Nam mà nhầm cái mùa này á, trời ơi là phải đi làm liền nha các bạn. Em nào mà đi qua mà nhầm mùa mùa đông này á thì đừng có nên ở nhà, nhảy vô làm liền là hội nhập rất là lẹ. Mà em nào mà qua mùa đông này á mà ở nhà á, là mình nghĩ là không có tồn tại Canada nổi, vì lý do là nó quá buồn rồi mình không có làm cái gì hết để giết thời gian á, thì mình cứ thấy cái sự buồn nó càng nhiều hơn. Cho nên đây là kinh nghiệm của mình, em nào mà qua mùa đông á mà được đi làm cái gì á, đối đầu với cái khó khăn đầu tiên á là kể như em đó sau này sẽ thành công, là không có sợ cái gì hết á. Mùa nào mình cũng cũng mình qua cái mùa khắc nghiệt nhất mà mình còn
sống được nữa mà. Mùa nào mình sống không được sao các bạn. Còn qua mùa này mà ở nhà mà nhìn ra ngoài cửa sổ buồn là cũng là thua ha. Đó, bây giờ mình cái phần thơ của mình là 13, bây giờ mình mở nó thôi quá các bạn. Đi đã rồi không có đem cái chìa khóa ra lấy thư. Cái chìa khóa lấy thư chồng mình giữ ở trên bên cái ổ khóa của ổng á, thành ra đi đã rồi không có lấy được thư. Bây giờ phải về mình, nói chung cũng đang chút nữa ổng kéo ổng lấy nó quay sơ cho các bạn coi đó. Bây giờ mình về nhà rồi phải kêu ông xã ra hốt tiết rồi đó. Tiết trắng xóa nè, xe chạy cũng phải chạy chậm 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 á các bạn thấy không đó. Quay cho các bạn coi sợ chưa nè. Giờ mình coi quay trên cái nóc nhà của mình cho các bạn coi nè, độ dày của tuyết không, nó mỗi nhà mỗi khác nhau nha. Cái hướng của mình nó nằm ở bên hướng gió hay sao đó, thành ra tuyết nó động trên nóc nhà ghê không. À, trơn dễ sợ trơn luôn á. Nó múc tè lè trên đó đó, tuyết trắng hết nè, tường dấu chân nè, thích lắm. Vậy chứ sáng cái thức dậy cái nhiều khi có thỏ đi á các bạn, cái thấy từng dấu chân của con thỏ đi dễ thương lắm. Halloween bà đã mua hai cái trái bí mà rốt cuộc không có làm, không có cắt. Ok mình vô nhà nha.